Thiết thì có tám bậc: tăng đá đắc đạo tu đà hưởng, tăng đá đắc quả tu đà hưởng, tăng đá đắc đạo tư đà hàm, tăng đá đắc quả tư đà hàm, tăng đá đắc đạo a na hàm, tăng đá đắc quả a na hàm, tăng đá đắc đạo a la hán, tăng đá đắc quả a la hán. Esavagavato Savakasangho. Chư tăng ấy là bậc thinh văn đệ tử Phật. Ahunayo, các ngài đang thọ lãnh tứ vật dụng của tinh thi ở phương xa đem đến cho những người có giới hạnh. Tahunayo, các ngài đang thọ lãnh vật dụng mà tinh thi để cho thân quyến cùng bầu bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đến dân cúng các ngài. Dakkhinayo, các ngài đáng thọ lãnh tính thi tinh lý nhân quả đem đến dân cúng. Anjalikaraniyo, các ngài đáng cho chúng sanh lễ bái. Anuttarang punyaketang lokasati, các ngài là phước điện của chúng sanh không đâu bị kịp. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có đức tăng là quý báu, nên con phải hết lòng thảnh kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thật này. Con đem hết lòng thảnh kính, cúi đầu làm lễ hai bậc tăng báo là Phạm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng báo, cúi xin tăng báo xóa tội lỗi ấy cho con. Con đem hết lòng thảnh kính làm lễ tất cả bảo tháp Ngọc Xá Lợi Y Đại Thọ Bồ Đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Con đem hết lòng thảnh kính làm lễ tất cả bảo tháp Ngọc Xá Lợi Y Đại Thọ Bồ Đề kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Con đem hết lòng thảnh kính làm lễ tất cả bảo tháp Ngọc Xá Lợi Y Đại Thọ Bồ Đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Con đem hết lòng thảnh kính làm lễ 28 vị chánh biên tri, 12.000 vị chánh biên tri và 500.000 vị chánh biên tri. Con đem lòng thảnh kính làm lễ pháp bảo và tăng bảo của các vị chánh biên tri ấy. Do sự lễ bái cung dường, xin nhờ oai lực của các bậc chánh biên tri mà những điều rủi ro và sự tai hại thấy điều diệt tận. Con đem hết lòng thảnh kinh làm lễ 55 vị chánh biên tri, 24.000 vị chánh biên tri và 1 triệu vị chánh biên tri. Con đem hết lòng thảnh kinh làm lễ pháp bảo và tăng bảo của các vị chánh biên tri ấy. Do sự lễ bái cúng dường, xin nhờ oai lực của các bậc chánh biên tri mà những điều rủi ro và sự tai hại thấy đều diệt tận. Con đem hết lòng thảnh kinh làm lễ 109 vị chánh biên tri, 48.000 vị chánh biên tri và 2 triệu vị chánh biên tri. Con đem hết lòng thảnh kính làm lễ pháp bảo và tăng bảo của các vị chánh biên tri ấy. Do sự lễ bái cung dường, xin nhờ oai lực của các bậc chánh biên tri mà những điều rủi ro và sự tai hại thấy điều diệt tận. Nam mô Bụt Hải, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sangha. Giá con kính lễ Phật bảo, con kính lễ pháp bảo, con kính lễ tăng bảo. Dạ, con kính lễ sư Thanh Tâm, con kính kính chào đạo tràng. Dạ, kính thưa sư Thanh Tâm, sư Nguyên Thông chưa vào và bây giờ là 9:12. Vậy sư Thanh Tâm cho chúng con thọ trì tam quy và ngũ giới ạ. Dạ, kính thưa sư, sư có đó không? Nếu sư có đó xin cho bàn tay. Dạ, kính thưa sư. Dạ, kính mấy mời chị Nguyên Trang đại diện đạo tràng hôm nay xin tam quy và ngũ giới nha chị. Chị Nguyên Trang có đó không? Dạ mời chị nha. Sa thú anh Mỹ. Dạ Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào toàn thể đạo tràng.
Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con tác bạch để thỉnh sư Thanh Tâm truyền tâm quy và ngũ giới ạ. Ukasa mayang vante visung visung rakhanatha yati sarane nasaha panchasila niyachama dutiyam bimayang vante visung visung rakhanatha tha yati sarane nasaha pancha sila niyaha chama tati yam bimayang pante visung visung rakhanatha yati sarane nasaha pancha sila niyaha chama. Và sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh sư Thanh Tâm từ bi hoan hỷ truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con ạ. Dạ, con kính dâng mic lại cho sư. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyambi Buddhang saranang gacchami, Dutiyambi Dhammang saranang gacchami, Dutiyambi Sanghang saranang gacchami, Tatiyambi Buddhang saranang gacchami, Tati chambi dhammang saranang gacchami. Tati chambi sanghang saranang gacchami. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, Dutiyambi Buddhang saranang gacchami. Dutiyambi Dhammang saranang gacchami. Dutiyambi Sanghang saranang gacchami. Tatiyambi Buddhang saranang gacchami. Tatiyambi Dhammang saranang gacchami. Tatiyambi Sanghang saranang gacchami. Ti sarana gahanang paripunnang banati bata weramani sika padang samadhiyami adinna dana weramani sika padang samadhiyami. Kame sumicca cara weramani sikka padang samadhiyami. Musawada weramani sikka padang samadhiyami. Surame raya macappamadathana weramani sikka padang samadhiyami. Badati bata Weramani sikha padang samadhiyami. Adinna dana Weramani sikha padang samadhiyami. Kame sumiccha chara Weramani sikha padang samadhiyami. Musawada Weramani sikha padang samadhiyami. Surame raya maccha pamadathana Weramani sikha padang samadhiyami.
Imani panja sika padani sa dukang katwa apamadena nitya kalang samaraki tappang. Silena sugatinjanti silena bhoga sampada silena nipputinjanti tasma silang viso thaya. Chư thiện tính nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch, phải vâng giữ hành theo cho đến trọn đời, không nên dễ vui. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái nên chư thiện tính phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nha. Ma phần tê xã thụ lần thai. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con sám hối Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo à. Uttamang ghe na văn đề hăng ba đa băng sung và ruột tamang Phụt thế yô khá lý tô đô sô Phụt thô khá ma tú tăng ma măng Uttamang ghe na văn đề hăng Tham măng chà đu vi tham và răng Tham mê yô khá lý tô đô sô Tham mô Tham tu tăng ma măng Ướt tam măng ghê na văn đề hăng Sáng khăn cha đu vi thốt tam măng Sáng khê yô khá lý tô đô sô Sáng khô tham tu tăng ma măng. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã từ vi hoan hỷ truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con à. Và sau đây con kính thỉnh sư chúc phúc cho đạo tràng của chúng con. Bhava tu sappa mangalang rakhan tu sappa devata sappa buddha nuvavena sada sotthi bhavantu te. Bhava tu sappa mangalang rakhan tu sappa devata sappa dhamma nuvavena sada sotthi bhavantu te. Bhava tu sappa mangalang rakhan tu sappa devata sappa sangha nuvavena sada sotthi bhavantu te. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Như vậy là xong thủ tục truyền tam quy và ngũ giới phải không quý vị? Không biết bây giờ mình đợi pháp sư đến hay là sao? Rồi kính mời MC nha. Nam mô Bích Thay Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Và một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã thay mặt chư tăng truyền tâm quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con, và kính cảm ơn đạo tràng đã cùng con thọ trì tâm quy và ngũ giới. Và kính sư thưa sư, trong thời gian mà chờ đợi sư pháp tính đó sư, dạ sư có thể cho chúng con một thời pháp ngắn đó sư được không sư? Dạ con kính thỉnh bàn tay của sư ạ. À. Dạ con xin xuống bích ạ. À. Dạ, yeah, mô Phật. Trước hết, con xin lễ, kính lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính lễ chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô, kính chào đạo tràng. Thưa quý vị, sư muốn chia sẻ với quý vị về cái câu chuyện về tham ái. Ha? Tham ái. Tại vì ai cũng khổ vì ái nè. Đức Phật nói á, tham ái sanh ra lo âu, tham ái sanh ra sợ hãi. Ai dứt khỏi tham ái, không lo âu, không sợ hãi. Tham ái là do vô minh, vô minh si mê đó. Vô minh si mê, vì vô minh nó không có thấy
chân lý tứ diệu đế không có thấy niết bàn á, cho nên si mê lầm lạc, thấy sai chấp lầm, rồi cái tham ái, tham ái còn dính mắc nữa, cho nên sanh ra đau khổ. Thì chúng sanh mình thì ai cũng vô minh, phải không? Vô minh sanh ra là do vô minh nè. Rồi mình sanh ra rồi mình có cái thân, có cái thân, rồi thì dần dà mình lớn lên, ngày nào mình cũng săn sóc cái thân này thì mình cho nó là tôi, của tôi đó, tà kiến, thấy sai chấp lầm, cho cái thân này là tôi, của tôi, rồi thương mến đó, dính mắc đó, đây là tôi, đây là của tôi, đây là tự ngã của tôi, tham ái, mình bị chìm đắm ở trong đó hồi nào mình không hay. Rồi cái gì liên hệ tới cái thân tâm này thì mình cũng cho là tôi, của tôi. Tâm, thọ tưởng hành thức. Rồi mình cũng ái chấp cho trong cái tâm. Tại vì mình cho cái tâm này là ý kiến này là tôi mà. Ý kiến này là tôi, ý này là của tôi. Tham sân si này là của tôi. Đó. Mình tham chấp cho trong đó thì mình đau khổ. Rồi mình tham ái với cái gì thuộc về của tôi, ngoài ngoài cái chuyện thân tâm đã là khó rồi, đã là khổ rồi, tại vì cái thân mình đó, nó sanh già bệnh tử, nó đau tê nhức mỏi, nó ốm yếu gầy mòn, nó khổ lắm quý vị, khó chịu lắm. Suy nghĩ ai cũng có cái trải nghiệm này, lớn tuổi rồi đó, mưa gió ha, bệnh hoạn, nó mệt mỏi khó chịu lắm, đi đứng khó khăn. Rồi khi mà cái thân mình nó bệnh đó, thì nó tâm, cái tâm mình nó cũng phiền não nữa, buồn phiền giận hờn thương ghét đủ thứ khổ. Nội hai cái thân tâm này thôi đó là mình đã khổ lắm rồi, chịu không nổi rồi đó. Rồi huống chi mà mình chấp vô những cái gì thuộc về của mình nữa. Ví dụ như mình lớn lên trong cái gia đình của mình, mình chấp thủ, đây là cha tôi, mẹ tôi, ông tôi, bà tôi, cô chú của tôi, bác cháu của tôi, cô cậu của tôi, ô cha, cái gì của tôi thì mình chấp vô, mình tham ái á, mình thương á, mà thương mà xa đó là khổ, thương xa là khổ quý vị. Để ý coi, nếu mà mình đi đi đám tang á, nhất là đám tang á, người mà thương mà ví dụ như ông bà hoặc là người thân mà xa đó, tức là chết đó, trời ơi, người ta đau lòng lắm, người ta khóc dữ lắm quý vị. Khóc, khóc ghê luôn, khóc mà mình cứ nghĩ rằng chắc là họ chịu không nổi á. Xúc động dữ lắm. Tại vì do tham ái, mình cho những người thân này là của tôi, của tôi. Tại vì mình si mê đó, mình thương, mình ái hồi nào mình không hay. Đó là người thường đó nha. Đó là người thường thì đã khổ nhiều rồi, ngay cả ông sư cũng khổ nữa. Quý vị biết có nhiều ông thầy, nhiều ông sư đã từng từng là đi cầu an cầu siêu, từng thuyết pháp khuyên người ta thôi, đời là vô thường vô ngã, ai cũng sanh lão bệnh tử, thôi chấp nhận, chấp nhận, đừng buồn, đừng giận, đừng khóc nữa. Vậy chứ tới phiên ổng nha, tới phiên ổng á, người mà ổng thương á, ví dụ như cha mẹ hoặc là ông bà hay là cháu gì đó chẳng hạn, mà ổng thương hay là bạn của ổng á, chết một cái ổng cũng khóc, khóc dữ lắm vậy, khóc cũng buồn mấy ngày liên tiếp luôn á. Cho nên cái vô minh
cái lậu đó đó, nó dục lậu, vô minh lậu, tà kiến lậu, nó thấm ở trong cái tâm của mình trong nhiều đời nhiều kiếp rồi. Mặc dù là trên lý trí là mình biết đó, mình biết đây không phải là tôi, không phải của tôi, đừng có nên tham ái, đừng có nên chấp thủ, vậy mà mình làm không có được, rất là đau khổ. Thì Đức Phật dạy đó, muốn diệt trừ tham ái á, là phải lo tu học. Giờ tới 84.000 pháp môn, quý vị tính sao đây? Tam tạng kinh điển có 84.000 pháp môn. Nếu mà người nào mà may mắn á, học vài bài kinh, người ta được có trí tuệ, người ta đoạn trừ được vô minh, đoạn trừ được tham ái, tức là người ta giác ngộ đó, người ta giải thoát đó, thì người ta thoát khổ. Đó là những người ở phước đức tu nhiều đời nhiều kiếp đó nha. Chứ như mình thì rất là khó ha, rất là khó. Cho nên cái chuyện đoạn trừ phiền não tham sân si là cái chuyện phải 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 tu học, có thể nói là nhiều đời nhiều kiếp. Dạ, mô Phật, thưa quý vị, câu chuyện còn dài mà tỳ kheo pháp tính đã đến với lớp học rồi, rất là hoan hỷ. Dạ, thưa sư, sư hôm nay vẫn khỏe ha. Rồi, kính chúc quý vị thánh pháp được an vui nha. Mời mời một vị lên thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Bụt-tha-da, Nam mô Tham-ma-da, Nam mô Sang-kha-da. Dạ con Nguyên Trang, và dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ sư Pháp Tính, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào toàn thể đạo tràng. Và dạ, sau đây con kính mời đạo tràng cùng con lắng tâm thanh tịnh để thỉnh pháp sư ạ. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết được tín hiệu. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Thamma de sanna ya chamagatha. Brahmachalokatibati sahambati katanchali antivarang aya chatha santi tasaktaparachakkachatika dese tukhammang anukambimang bachang sakthamma feringuinayan chakayan suttan chapantham apitham machammang Ako tayanto chatusak chadandang vappo thanaye barisa yamatche. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân tớ cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh sư Pháp Tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để cho chúng con bài học ngày hôm nay. Dạ sa thú con đã thấy bàn tay của sư. Dạ con kính dâng mic lại cho sư ạ. Dạ con xin xuống mic. Nam mô Bụt Tha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Thanh Tâm cùng chư tôn đức tăng, kính chào các vị Phật tử
đang có mặt ở trong đạo tràng Viên Như Thủy Viên. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục với phần sanh duyên cho lão tử sầu bi khổ u não, hay là khổ u ai đó. Ở trong cái chi pháp ngày hôm nay thì nói về cái quả của luân hồi, nó cũng rất là dễ, nó cũng rất là dễ. Nhưng mà không biết rằng mình có đủ cái thời gian không? Lão tử sầu bi khổ u não, u ai hay là u não đó. Thành ra chúng tôi sẽ tranh thủ thời gian. Em coi vậy chứ cũng sắp sửa tới mùa lễ dân y rồi. Hôm nay là 16 âm lịch của tháng 8. Vậy thì còn đúng một tháng nữa là bắt đầu là vào mùa lễ dân y Cà Thiên Đá. Dạ. Là chúng tôi sẽ đi câu bộ đi dài hạn, nhưng mà quý vị biết năm nay là nghỉ được có một tháng à. Nghỉ một tháng thôi. Không có đi cái mùa và không có đi cái mùa ở bên bên Ấn Độ quý vị. Mỗi lần đi Ấn Độ về chúng tôi bệnh. Tôi bệnh quá trời. Nhà. Và năm nay chương trình ở bên Ấn Độ người ta mời làm lễ vào tháng 3. Tháng 3 có nghĩa là tháng 3 của năm 2021 đó. Mà chúng tôi nói thôi, bây giờ tháng mấy cũng không dám làm hết đó. Tại vì sợ dịch lắm quý vị, sợ dịch lắm. Yếu không dám ra gió. Cơ thể yếu đi qua bên đó bị dịch cái là chết nữa. Ở Việt Nam mà còn sợ nữa. Thật ra đó, nhiều khi mình không biết là tránh ở đâu hết đó. Giờ chỉ có lên núi, lên núi tránh thôi. Dạ. Yeah. Bây giờ thì chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt để chúng ta đi vào phần bài học hôm nay. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadayami sokkhato bhagavata sammo sammang namassami suppatipanno bhagavato savakasangho sanghang namami lô cát sát na thăng quá mút tam ma hằng bút thanh chất tham minh chất bát na ma mi sanh khăn. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của tam bảo, đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt xin kính dâng đến chư tôn đức tăng, và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của tam bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Và lớp học của chúng ta sinh hoạt tới mấy giờ? Chúng tôi giảng tới mấy giờ vậy quý vị? Hôm nay cái bài nó cũng hơi nói, nó không quá khó nhưng mà nói nó hơi nhiều. Nói nó hơi nhiều quý vị. Và là chúng tôi được giảng tới dạ giảng tới một tiếng đồng hồ ha. Rồi dạ hôm nay thì kính thưa quý vị, chúng ta học sanh duyên cho lão tử sầu bi khổ u ai. Đó cái câu mà so cấp bá ri đề quá đúc khát đô ma nát su bát gia sa sâm phóng oanh tí đó. Dạ nguyên cái câu đó nó rất là dài. Vậy thì sanh mà duyên cho lão tử sầu bi khổ u ai á, có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là một khi mà chúng ta đã xuất hiện ở một cái cảnh giới, có nghĩa là có sanh, có sanh ra thì phải có già chết. Mà trước khi chúng ta già chết á, thì chúng ta phải có sầu bi, rồi có khổ não, rồi chúng ta có bị buồn vân vân, nó một chuỗi như vậy đó. Một khi mà đã xuất hiện ở một cái cảnh giới nào rồi, bất cứ mà chúng ta bằng cái tâm, bằng bất cứ một cái tâm nào cũng vậy, dù cho mình có tục sanh bằng cái tâm mà đại quả, nó đại quả mà nó thọ hỷ đồ đi, thì chúng ta vẫn có cái gì quý vị,
chúng ta vẫn có lão tử sầu bi đó. Thành ra đó, cái những cái này là nó bắt đầu một cái hành trình nói, mà ở trong có những cái bài kinh khác á, nói là vui ít mà khổ nhiều, đầy những cái nguy cơ bất trắc, đầy những cái sự nguy hiểm. Quý vị cũng đã thấy rồi, chúng ta đã từng chia tay với những người mà mình thương yêu, thương mến nhất cuộc đời của mình. Rồi mình cũng đã từng chung chạ với những người mà mình không hề ưa một chút xíu nào. Bởi vì ở trong cái đoạn này nói là thương phải xa mà ghét thì phải gần. Đó, chia lìa những cái vật nào mà chúng ta yêu mến. Đó, như vậy đó. Thành ra ở đây là do đâu quý vị? Do đâu mà có những cái chuyện này? Do có sanh ra. Do có sanh ra nên mới có già chết. Do có sanh ra mới có sầu bi, mới có khổ u ai. Rồi, vậy thì nếu mà nói đến cái tiếng mà già hay là lão, già hay là lão ở đây là có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là cái sự cằn cỗi, cái sự suy kiệt của các cái tâm quả hiệp thế cùng với sắc nghiệp. Đó, cái đó là nói theo chi pháp đó. Nếu mà nói lão hay là già mà nói theo chi pháp, có nghĩa là cái sự cằn cỗi, cái sự suy kiệt của các tâm quả hiệp thế cùng các sắc nghiệp, cùng các sắc nghiệp. Mà nếu nói chính xác hơn là ám chỉ cho những cái sát na trụ của tâm quả hiệp thế và sắc nghiệp. Đó có nghĩa là bây giờ đó, là mình hiểu gì? Đó, bây giờ quý vị mà có sanh ra mình là cái người trí hay là cái người đẹp hay là cái người như thế nào đi nữa thì sao? Thì coi như là mình vẫn bị tàn tạ, bị tàn tạ rồi. Bây giờ đó, vậy thì thế nào mà được gọi là lão hay là già? Có nghĩa là cái sự biến tướng, cái sự biến tướng, cái sự cằn cỗi, cái sự suy kiệt trong cơ thể của mình, như là răng rụng, tóc bạc, da nhăn, tuổi đời chồng chất, các giác quan nó trở nên cũ kỹ tàn tạ. Đó, thành ra như vậy đó gọi là già. Đó, rồi thế nào là tử? Thế nào là tử? Đó là cái chết, đó là cái chết nó đã đến mình, cái sự lìa đời, cái sự gãy đổ của sinh mệnh, cái sự khuất núi, cái sự tử vong, cái sự mệnh chung, cái sự quá giảng, sự tan rã của các quẩn, sự bỏ xác, sự chấm dứt mạng căn. Đó, thật sự là quý vị biết, chúng tôi mà nhìn tới cái chi pháp này chúng tôi thấy nó ớn, nó rất là nó thê thảm quý vị. Phải nói là thê thảm cho cuộc đời của mình. Cuộc đời của mình nó là quý vị thấy rằng là coi như là đến cái lúc này, đến cái lúc này rồi đó, thì coi như là mình dần dần đi xuống, dần dần đi xuống, có nghĩa là sắc pháp của mình nó dần dần nó rơi rụng, nó tàn tạ. Đó, thành ra đó, chúng tôi nghĩ nhiêu đó định nghĩa đó, mà nếu mà ai mà lặp đi lặp lại cái định nghĩa này đó, thì coi như là chúng ta sẽ dần dần chúng ta cũng, nó cũng giảm bớt cái sự tham sân si nữa quý vị. Thật sự ra đó quý vị biết không, khi mà mình nhìn lại đó, mình tụng á thì nó không sao. Ví dụ như á, quý vị thấy á, mình tụng kinh á, so kapari de wa dung kha do mana subaya sa này kia, mình thấy không sao quý vị. Còn khi mà mình đọc vô cái ý nghĩa của nó rồi đó, thì mình cảm thấy rằng hình như là nó không có còn cái gì mà để mà nó tham muốn ở trên cái cuộc đời này hết. Nó không còn thích thú ở gì ở trên cái cuộc đời này hết. Đối với chúng tôi đó, thì thật sự ra đó, không biết là chúng tôi có cái duyên mà tu mà quán về tử thi hay là quán về cái sự già, cái sự bệnh hay không. Chứ mỗi lần mà chúng tôi ở trong bệnh viện đó, mà chúng tôi nhìn những cái bệnh nhân đó, mà chúng tôi cảm thấy là nó chán lắm quý vị. Nó chán mà mình biết rằng là tới lúc nào đó, mình cũng phải nằm ở trên cái giường bệnh đó nữa.
Thành ra có nhiều khi quý vị biết không, cũng muốn trốn lắm, muốn trốn đi một cái nơi nào đó nó yên vắng để mà mình tu tập, nhưng mình không có đủ khả năng. À, không có đủ khả năng do đâu? Do cái tham ái nó còn mạnh quá. À, do mình còn quý vị biết do cái tham ái mình nó còn mạnh quá. Thương cha, thương mẹ, thương chùa, thương hội chúng, thương ai cũng thương hết. Thành ra đi không nổi, đi không nổi. Chứ là nhiều lần là chúng tôi đã có định ý, có cái ý định ở trong tâm rồi, có ý định ở trong tâm rồi, nhưng mà thật sự ra đó đi không nổi. Đó, thôi bây giờ quay lại, chúng tôi sẽ giảng nhiều và thương lớp nào cũng thương hết. Thật sự ra đó quý vị thấy rằng hồi đối với giảng ở trên Bangkok này, có nhiều người thì người ta hơi khó giảng, còn đối với chúng tôi giảng, chúng tôi cảm thấy rất là vui. Có nghĩa là quý vị ngồi nghe pháp, quý vị cũng thoải mái. Quý vị muốn tập trung vào, quý vị nghe khi nào thì nghe. Rồi thích thì mở lại nghe, còn không thích thì nghe qua một lần cũng được. Rồi ở chỗ nào, ở đất nước nào, người ta cũng nghe được. Sư Quang Hỷ, sư chế dùm tôi ly nước uống. Nước ở trong cái bình siêu tốc đó. Bây giờ vậy thì chúng tôi sẽ định nghĩa cái già nhiều, cho quý vị cảm thấy quý vị thấm thía, quý vị cảm thấy để mà thấm thía, để chỉ quý vị, để mình quán, tự mình trị bệnh cho mình, tự mình trị bệnh cho mình, mình bớt tham sân si. Vậy thì ở đây đó, già có nghĩa là như thế nào? Già do tuổi đời chồng chất, rồi răng long tóc bạc, da nó nổi đồi mồi, chân rung, gối mòn gối mỏi đó, nên đó là già đó. Rồi còn già mà nói theo cái vi diệu pháp mà mình học, là chỉ cho sự cằn cỗi của danh sắc, nó qua từng giai đoạn của cuộc đời của mình. Cái già này là nó theo đuổi mình cả kiếp sống. Thật sự ra đó, mình già mỗi sát na, nhưng mà do cái tâm của mình nó không thấy được, những cái sát na này nó sanh lên, nó diệt đi, nó sanh lên, nó diệt đi, nó rất là nhanh. Mình không có thấy được, mình chỉ có thấy là răng lông tóc bạc, da mình nổi đồi mồi, chân mình rung, rồi gối mình mỏi rồi. Đó, mình chỉ thấy được qua những cái khía cạnh đó thôi. Chứ thật sự ra quý vị biết cái già của mình là từng sát na trụ của danh hay là sắc, hay là những cái giai đoạn mà quý vị biết là, nếu mà mình nói theo cái sát na đó, là cái giai đoạn mà sát na nó tồn tại. Nó tồn tại là nó già rồi, nó tồn tại là nó già từ từ rồi quý vị. Nó phải có cái sự mà già từ từ rồi mới diệt, già từ từ mới diệt. Đó, thành ra đó, cái già ở đây đó, quý vị thấy rằng là coi như là đối với những cái đồ vật cũng vậy, những cái đồ vật nó cũng già, nhưng mà mình không có nói là đồ vật nó già. Đồ vật đó, thí dụ như là quý vị thấy rằng là thí dụ như là những cái xe cộ, nhà cửa, thao nồi, nó cũng có cái bản chất già. Có nghĩa là lâu lâu mình nhìn lại mình thấy nó cũ kỹ, nhưng mà mình không phải, cái đó nó không phải là già quý vị. Đó, thành ra đó, vậy thì ở trong mà cái mình quán về cái sự già đó, thì thật sự ra đó, mình biết rằng là chắc chắn mình sẽ già. Đó, cũng như quý vị thấy không, Đức Phật khi mà Ngài còn là Thái tử, Ngài đi ra ngoài đường, Ngài gặp người già, là lúc đó là coi như là Ngài động tâm liền. Ngài động tâm liền, Ngài hỏi Sa Nạc, Sa Nạc là coi như là những người đó làm sao vậy. Đó, thì nói rằng là họ bị già đó. Rồi lúc đó Bồ Tát hỏi là vậy mình có già hay không, mai mốt ta có già không? Có già đó. Vậy thì nếu mà nói theo cái khía cạnh khác đó, ở đây đó là mình chia ra theo cái giai đoạn, cái giai đoạn của cái tuổi đời của mình. Thí dụ như quý vị thấy rằng á, ở trong thời nay đó, thì chúng tôi thấy rằng cái đời sống của con người
nó giỏi lắm là nó 75 tuổi à. À, nó giỏi lắm là nó 75 tuổi à. Thành ra đó, ở trong cái giai đoạn mà thanh xuân á, thì mình thấy rằng là coi như là cái giai đoạn đầu mà của 75 tuổi. À, rồi cái nghĩa là cái giai đoạn thanh xuân, thời kỳ mà vàng son á, thì từ 1 tới 25 tuổi. À, từ 1 tới 25 tuổi. Rồi cái giai đoạn mà từ 25 tới 50 tuổi đó thì được gọi là cái giai đoạn trung niên. À, cái giai đoạn trung niên, hoặc là từ 50 tuổi mà trở về sau đó là coi như là lão niên rồi. À, lão niên rồi. Ngày xưa quý vị thấy rằng á, những người nào á, mà sanh trước năm 1950 rồi đó, 960 rồi đó, thì còn có thể sống đến 80 tuổi đồ này kia. Còn ngoài ra chúng tôi nhìn ở trong cái đời sống ngày hôm nay, quý vị biết chúng tôi đi nhiều cái đám, hãy mà 10 cái đám thì mình thấy rằng là coi như là cái người chết đó, là người ta năm mấy là nhiều, bốn mấy năm mấy là nhiều đó, ít có ai mà trên 60 trong cái thời gian gần đây đó. Bởi vì có nhiều khi chúng tôi nói chơi với các vị sư, nói nếu mà chúng tôi thay đổi được là người nào mà chết mà 50 tuổi là chúng tôi cho hưởng thọ này. Ở Việt Nam quý vị biết không, họ có nhiều cái nó kỳ lắm. Từ 60 trở lên mới được là cho hưởng thọ. Rồi quý vị biết á, từ 60 trở lên rồi á, nó mới họ mới cho đi cái ngày đi quả táng á, hay là cái ngày mà đi chôn á, mới cho đi xe mà có rồng, có hai rồng trên xe đó. Đó, nó cũng có nhiều cái điều nó đặt ra nó kỳ dị lắm quý vị. À, nó kỳ dị gì đó. Rồi có cái chỗ này nè, ở trong kinh nói về cái từng giai đoạn của cái cuộc đời của mình đó. Là ở trong kinh nói là cái giai đoạn đầu của mình đó là thập niên quang đồng. Có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là tức là cái lúc mà mình từ 1 tuổi đó mà cho đến 10 tuổi đó là cái giai đoạn đó, đó là dại khờ nhất của kiếp người. Đó, cái giai đoạn mà thập niên quang đồng. Đó là cái giai đoạn mà từ lúc mà mình 1 tuổi đến 10 tuổi thì coi như là dại khờ nhất của kiếp người. Rồi thập niên hỷ lạc, có nghĩa là tức là lúc mà mình 10 tuổi đến 20 tuổi đó thì cái giai đoạn đó là giai đoạn vui chơi. Thập niên dung sắc, tức là 20 tuổi đến 30 tuổi thì cái giai đoạn đó mình hoàn chỉnh nhất ở cái ngoại hình của mình. Đó. Rồi thập niên bản lãnh, tức là từ 30 tuổi đến 40 tuổi, cái giai đoạn này là thể lực của mình được khẳng định. Đó, thành ra gọi là thập niên bản lĩnh. Rồi cái giai đoạn mà thập niên mẫn tiệp, có nghĩa là tức là lúc 40 đến 50 tuổi là coi như là phát triển tối đa trí tuệ. Rồi đến cái giai đoạn mà thập niên thối thất là coi như là từ 50 tuổi tới 60 tuổi. 50 tuổi tới 60 tuổi thì cái giai đoạn này con người của mình bắt đầu có dấu hiệu đi xuống. Thập niên mà suy kiệt là từ 60 tuổi đến 70 tuổi là giai đoạn cơ thể này nó trở nên yếu dần. Đó. Rồi thập niên ủ bối, có nghĩa là từ lúc 70 tuổi đến 80 tuổi thì cái giai đoạn này là lưng còng. Còn thập niên lão mông có nghĩa là như thế nào quý vị? Cái giai đoạn này là lú lẫn, ngớ ngẩn của người già. Rồi thập niên mà thường ngọ, thập niên thường ngọ, cái này quý vị dễ nhớ lắm. Thường ngọ là có nghĩa là thường nằm á, nằm ngồi đó, ngọ đó. Đó, thập niên thường ngọ có nghĩa là cái giai đoạn này đó là chúng ta sẽ nằm một chỗ nó nhiều hơn là sinh hoạt những cái quay nghi khác.
Đó, thành ra gọi là thập niên thường ngọ. Đó, vậy thì quý vị thấy rằng những cái điều này á, phân tích ra để cho chúng ta thấy rõ cái trường hợp già của chúng ta nó biến tướng, nó rõ rệt, nó biến tướng rõ rệt. Nhưng mà do chúng ta không có suy nghĩ là thôi, chúng ta không có suy tư là thôi, ta đây là phải già thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn. Đó, thành ra đó chúng tôi muốn nhắc về cái già này nhiều để cho các vị nhớ. Còn đối với cõi người của mình, nói cõi người của mình nói chung á, thì cái sự già nó dễ thấy. Còn đối với chư thiên thì không có như vậy. Chư thiên thì không có da nhăn tóc bạc lưng cong đồ như chúng ta. Các vị chư thiên á, là cái tình trạng của các vị đó đó thì coi như là do những cái sắc nó không có thô, do những cái sắc nó không có thô như mình, thành ra nó không có những cái sự già đó. Khi mà hết tuổi thọ là nó biến mất, biến mất, tái sanh ở cảnh giới khác. Đó, bây giờ nói đến cái sự chết đó, cái sự chết đó thì quý vị thấy rằng á, do có sanh rồi mới có lão, lão là già mà chúng tôi vừa phân tích ra rất là nhiều. Rồi do có sanh thì mới có tử, do có sanh mới có tử. Vậy thì tử có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là chết. Mà cái sự chết đó, nó đến với mình nó nhiều lắm quý vị. Cái chết thông thường tức là mình tắt thở, hay là cái tình trạng mà khô héo của vật thực của mình, có nghĩa là trong cái con người mình đó. Đó, rồi nếu mà nói theo thực tính pháp đó, là mình có cái chết trong từng giai đoạn. Chúng ta có cái chết trong từng giai đoạn của cái kiếp sống của chúng ta. Có nghĩa là mình chết trong từng cái sát na đó. Bị chờ em dùng thức. Nghe này để Đức ơi, sao vậy Đức? Ngày mai hả? Không, đâu có nghe cái lễ gì đâu. Không nghe, không biết gì sao ấy. Không có nghe, không biết thôi. Rồi vậy ha. Tại tôi đang giảng. Thật sự ra đó thì chúng ta nếu mà nói theo cái chi pháp đó, là chúng ta cái chết của chúng ta đó là nó ở trên từng cái sát na rồi, có nghĩa là cái sự biến diệt của danh sắc trong mỗi cái sát na. Nhưng mà do cái đó nó nhanh quá mình nhận không ra, do cái đó nó nhanh quá mình chỉ nhận những cái thô thôi. Có nghĩa là cái chết thông thường như là cái sự tắc thở, cái tình trạng khô héo của cơ thể này nè. Rồi ở đây đó, chỉ có cái chết thật sự là của ai quý vị biết không? Của vị thánh A-la-hán thôi. Cái vị A-la-hán là coi như là mới là gọi là chết thật sự. Có nghĩa là chấm dứt tái sanh. Còn mình á, cái chết của mình giống như là tạm thời thôi. Mình tử ở cảnh giới này, mình sanh ở cảnh giới khác. Tử ở cảnh giới này, sanh ở cảnh giới khác. Giống như mặt trời mà nó lặn ở chỗ này rồi nó mọc chỗ khác vậy đó. Đó, cái chết của chúng ta là như vậy. Còn cái vị A-la-hán là coi như là chấm dứt tái sanh. Thành ra cái chết của Ngài là thật sự là chết như vậy. Đó, rồi vậy thì cái chết đó, nó nhiều lắm quý vị. Thì cái chết bức bách hoặc là cái sự mà gây ra cái chi phối của cái đoạn nghiệp vân vân. Vậy thì quý vị thấy rằng á, chúng ta chỉ cần nắm chỗ nào, chúng ta chỉ cần nắm do có sanh nên có già và chết, do có sanh có già và chết. Chúng ta nắm để làm chi quý vị? Để mà chúng ta quán xét lại
già và kiếp chết đó, nó là hai cái thảm trạng đáng sợ của kiếp sống. Có thể nói rằng không ai ở trên đời này đó mà lại thích thú ở trong cái già cái chết, cái già và cái chết này hết. Nhưng mà đã trót sanh ra thì làm sao mà tránh được hai cái điều đáng buồn này, quý vị? Đã trót sanh ra rồi không thể nào mà tránh được những cái điều đáng buồn này hết. Cho nên á, nếu mà thật sự á, mình muốn mình không bị già, không bị chết á, thì lúc đó đó, bây giờ nè, ngay bây giờ nè, thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải phá hủy được, chúng ta phải phá hủy được, hoặc là chúng ta phải chặn đứng được cái gì? Nghiệp hữu, hữu duyên, thanh duyên cho lão tử. Đó, chúng ta phải chặn đứng được, hoặc chúng ta sẽ phá hủy được cái nghiệp hữu. Đó, thì coi như là nó mới từ từ nó chặn đứng được cái mầm mống tái sanh của chúng ta. Đó, nhưng mà muốn muốn chặn đứng được cái nghiệp hữu này đó, thì nó cũng rất là nhiêu khê, nó rất là khó. Nhưng mà chúng ta chúng ta cố gắng, chúng ta tu tập thì từ từ chúng ta cũng chặn được thôi. Đó, cái làm sao á, mà ở trong cái đời sống này đó, chúng ta làm sao mà chúng ta, khi mà chúng ta tạo những cái công đức phước báo nào đó, thì quý vị phải nhớ rằng là đưa nó vào cái gì, quý vị? Đưa nó vào ở trong phước báo ba la mật. Nó phải đưa nó vào ở trong phước báo ba la mật. Tại vì á, quý vị thấy rằng á, đối với mình á, mình tạo trữ nghiệp hữu á, nó dễ hơn là phá vỡ cái nghiệp hữu này. Đó, vậy thì chỉ có khi Đức Phật xuất hiện, rồi Đức Phật đã dạy cho mình, đã dạy cho mình, thì coi như là mình sẽ hành theo, mình hành theo cái lời của Đức Phật dạy. Những cái phước báo nào quý vị làm, quý vị cũng đưa nó vào ở trong cái tinh thần của pháp độ, ở trong cái tinh thần của pháp độ ba la mật. Quý vị có bố thí, quý vị có trì giới, quý vị có tu tiến, hoặc là quý vị có trí tuệ, hoặc là quý vị có xuất ly gì đó, vân vân, mình cũng nguyện thành những cái pháp độ, mình cũng phải nguyện thành những cái pháp độ. Chứ đừng có giống như mà một số người á, là tối ngày, tối ngày là coi như là người ta cứ đi xem cái người khác, xem coi người khác có cái sự mà giữ giới hay không đồ này kia. Họ giống như là một cái người mà tổng thống ở trong tăng chúng nhiều vị. Có một số, thật sự ra quý vị biết, có một số Phật tử đó, một số, mình nói tiếng Phật tử đó, chứ một số người đời đó, không biết là họ học được một cái gì đó, họ học được một cái gì đó mà họ làm như là họ là một cái người mà cũng như là cai quản ở trong cái cộng đồng tu á, quý vị. Chúng tôi thấy rất là tội nghiệp, quý vị biết không? Có một cái vị thượng tọa đó cũng tội nghiệp lắm, ngồi ở trên cái bàn giảng pháp tọa đó, thì giảng pháp xong, mọi người người ta đem cái bao thư lên, người ta cúng cho cái vị đó. Đem cái bao thư lên, người ta cúng cho cái vị đó. Thật sự ra chúng tôi từng ngồi ở trên đó, chúng tôi biết trong những cái bao thư đó, quý vị biết có nhiêu không? Coi như là 5, 10 ngàn, 20 ngàn, 5, 10 ngàn, 20 ngàn, chứ nó đâu có nhiều đâu quý vị. Thì ai người ta muốn cúng gì người ta cúng. Mà một số người á, quý vị biết, người ta chụp cái tấm hình đó ở trên mạng á, người ta khoanh lại một cái vòng tròn, rồi người ta chỉ một cái mũi tên vô, rồi người ta chú thích ở dưới là đây là những tỳ kheo đa dục. Quý vị coi đau lòng không? Quý vị coi đau lòng không? Thật sự ra đó, chúng tôi nói quý vị á, là quý vị thấy rằng á, những cái người mà ngồi như vậy đó, quý vị phải thương những cái vị đó. Thật sự ra quý vị cúng 1 đồng người ta cũng lấy, cúng 100 đồng người ta cũng nhận.
mà người ta phải ngồi đó ta nhận. Còn có nhiều nhiều người đó, quý vị biết không, thử quý vị đi cúng vậy coi, không ai nhận đâu. Mà có những người đó, mà người ta kiểm kệ nhưng mà thật sự người ta không nhận. Là tại sao không nhận? Cúng gì đâu mà có tiền đủ một cục kẹo dừa nhận cái gì đó. Nhưng mà quý vị biết những cái vị đó người ta có thuyết pháp thì người ta có hiểu biết, người ta có hiểu biết ở trong chúng sanh. Có những người tuy rằng người ta cái tài sản người ta ít nhưng mà cái tấm lòng của người ta rất là nhiều. Thành ra cái vị đó phải ngồi ở đó mà nhận. Đó, đó mà quý vị biết cái người ở trên mạng ấy, người ta chụp cái tấm hình nó lợi rồi người ta làm một cái vòng tròn đỏ vậy rồi người ta chú thích tỳ, đây là những tỳ kheo đa dục. Quý vị biết như vậy đó, quý vị biết cái chữ tỳ kheo đó, quý vị biết ai kêu không? Đức Thế Tôn mới kêu. À, Đức Thế Tôn mới kêu: này các tỳ kheo, hãy suy nghiệm kỹ Như Lai sẽ giảng. À, chứ không có, không phải là cái tiếng tỳ kheo mà muốn dùng là dùng đâu nha quý vị. À, chỉ có khi nào mà đảnh lễ hoặc là khi nào mà cần có cái gì đó, à, thì mới à, kêu là này các tỳ kheo, chứ không phải giỡn đâu. À, quý vị đọc ở trong kinh tạng đó, đó. Mà ở đây á, chúng tôi nói á, thật sự ra đó, thì nếu mà bây giờ là cho là cái vị đó đi, à, cho là cái vị đó là nhận như vậy á, là à, phạm đi. Mà phạm tội này á, là có gì không? À, phạm tội này mà có, cũng như là có làm mà cái giáo pháp này si tàn rụng rồi à, rụng rờ rồi này kia không? Không. Mà hỏi mình làm cái gì? Mình là cái gì? Mình là một cái người mà coi như là mình cũng giống như những người khác thôi. Mình ở đây cũng đang bị cái mũi tên tham sân si ngã mạn tà kiến. Mình đang bị đủ thứ mũi tên đó. Mình lo mình rút mũi tên mình ra đi. Chứ mình nhìn người ta đang, người ta, thí dụ như bây giờ người ta đang bỏ mũi tên vô thì cãi người ta. Đó, mà mình là cái gì? Đó, thành ra chúng tôi muốn nói rằng là đối với cái sự mà giữ giới đó, giới có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là mình giữ giới để mà mình được an vui, mình được mát mẻ, để chi? Để mà mình tu tập, mình không có bị hối hận, không có bị hối hận, để chi? Để mà mình tu tập, mình đạt cái kết quả cho mình. Rồi xong rồi, mình đạt cái kết quả của mình rồi, mình sẽ đi cứu chúng sanh khác. Nếu mà lúc đó là mình đạt rồi, cũng giống như là bây giờ mà mình thành tựu cái gì rồi đó, mình thành tựu rồi mình sẽ đi cứu chúng sanh đó, mình sẽ đi cứu những cái tỳ kheo đó. Còn giờ mình cũng vòng vòng mình lang thang ở trên mạng mà mình cũng chưa có cái gì hết, mà mình làm như vậy để làm chi? Đó, thật sự ra đó, không biết là cái đó mình giữ đạo hay là mình phá đạo đó. Thành ra chúng tôi thật sự ra đó, khi mà quý vị tạo chữ một cái công đức gì cũng vậy, chúng ta cũng đưa vào cái pháp độ ba la mật. Để chi? Để như vậy đó thì mới đủ cái khả năng phá vỡ cái nghiệp cũ này. Già và chết là hai cái thảm trạng của kiếp sống này. Chúng ta luôn luôn chúng ta nhớ về cái điều đó. Đó, không có ai mà thích thú ở trong già và chết hết. Mà chúng ta phải biết già và chết này ở đâu mà nó có. Là nó do nghiệp cũ. Đó, thành ra bây giờ chúng ta tạo một cái thiện pháp gì đó, chúng ta cũng nguyện vào cái pháp độ thôi. Nguyện vào cái pháp độ ba la mật, để khi nào mà nó chín mùi, nó già dặn rồi đó, nó tràn đầy thì nó sẽ phá vỡ được, nó sẽ phá vỡ được sanh hữu. Mà không có sanh á, thì làm sao mà có già và chết. Đó, thành ra quý vị thấy rằng lúc mà Bồ Tát của mình á, mà đang mà tu tập ở trong rừng á, quý vị thấy không, ác ma lợi nó nói thôi, ngày mà tu vậy đó, ngày chết mất thôi, ngài hãy trở về mà tạo trữ công đức hay giữ giới hay là thờ lửa tinh tấn mà làm những cái điều đó đi thì nó sẽ có lợi ích hơn, là sẽ đạt đến quả vị chuyển linh thánh vương đồ này kia. Đó, lúc đó quý vị biết Bồ Tát của chúng ta đó là lúc đó là đạo sĩ Gotama đó, là Đức Phật của chúng ta đó, kêu này ác ma, chuyện công đức đối với ta là bây giờ không còn mãi mê, không còn một cái ý nghĩa gì nữa hết. Nó, ngươi nên đem những cái lời khuyên này đó cho những ai đang còn
hy cầu, à, còn đang cầu vọng cái công đức đó đem đi lợi phiên mấy người đó đi. Còn đối với ta thì không có cái gì hết, à, không còn mãi mai gì hết, là không còn một chút xíu gì mà nó dính hết đó. Đó, thành ra quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta nhìn thấy già và chết là hai cái thảm trạng đáng buồn của kiếp sống này, thì chúng ta sẽ coi lại là do đâu mà có già và chết, à, do có sanh. Rồi do đâu có sanh, à, do có nghiệp hữu, à, thành ra nó mới có sanh. Vậy thì những công đức phước báo nào quý vị tạo, quý vị đều nguyện thành pháp độ. À, mình nghĩ rằng là mình sẽ nguyện thành pháp độ. Đó, thì như vậy á, thì đến một lúc nào đó nó đầy đủ, à, nó sẽ làm cho, à, tan nát, à, cái sự sanh này, có nghĩa là phá vỡ, à, cái mầm mống tái sanh. Đó, rồi bây giờ thì, à, à, tiếp theo ở đây á, là chúng tôi sẽ nói về sầu bi khổ u ai. Sầu bi khổ u ai á, có nghĩa là quý vị thấy rằng á, sầu có nghĩa là gì? Cái tâm trạng đáng buồn, cái tâm trạng mà chúng sanh đó bị đau buồn, à, là, à, do, à, gặp phải những cái mất mát, những cái đổ vỡ ở trong cái cuộc sống, ở trong cái đời sống này, thành ra, à, như vậy á, gọi là sầu. Cái ở sầu ở đây á, có nghĩa là u thọ. U thọ mà nó câu hành với hai tâm sân, u thọ nó câu hành với hai tâm sân, đó, thành ra gọi là, à, sầu. À, sầu là một cái trạng thái mà nó, à, nó phiền muộn, à, nó nhiệt não. Đó, thì ở quý vị biết rồi, cái bản chất của đời sống này á, à, luôn luôn là nó bất tội nguyện, à, nó bất tội nguyện, à, do, à, nó bị mất mát, nó bị đổ vỡ. Mình có mặt ở trên cái cuộc đời này á, là phải chấp nhận, à, những cái bề trái khắc nghiệt của cái cuộc đời này lắm quý vị. À, khi mà nói về, à, nói về cái cuộc sống này á, là luôn luôn lúc nào mình cũng có cái sự mất mát về tình cảm nè, à, rồi mất mát về cha mẹ, vợ chồng, con cái nè, rồi bạn bè, những người bạn mà mình quý mến á, thì mình không thấy, mà những cái người bạn mà xấu mà thấy hoài. Đó, cũng như cái đời sống tu tập á, quý vị thấy cũng vậy nha. Đó, cái người mà cúng mình á, thì ít, mà cái người mà xỉa xói rồi xỉ vả đồ này kia nó nhiều lắm quý vị. Quý vị mà bước vô đời tu đi, thử mà mấy cô nữ này nè, mấy vị mà quý vị như vậy đó thì không sao đâu, nhưng mà quý vị cạo tóc đi rồi đắp y vô xuất gia đi, rồi quý vị biết rằng là bao nhiêu lần tên mũi đạn là nó bắn quý vị coi như là không còn một cái chỗ nào mà chưa lủng hết. Chúng tôi nói thiệt á, quý vị bây giờ quý vị mà ngon, quý vị vô chùa, quý vị xuất gia đi, chúng tôi sẽ làm lễ cho quý vị. À, chùa chúng tôi chứa cỡ chừng 50 người xuất gia vô một lượt, à, đủ, à, cơm ăn chỗ ở cho quý vị đàng hoàng. Rồi đó, thử quý vị mà xuất gia vô coi. Đó, rồi quý vị biết coi lúc đó là coi như là lần tên mũi đạn. Trời ơi, thằng khùng mà nó cũng chửi mình được nữa, nó khùng mà nó còn chê mình nữa nha quý vị, chứ không phải mà giỡn đâu. Quý vị thật sự ra có nhiều người á, người ta đứng ở ngoài á, người ta chê cái người tu, à, người ta chê cái người tu này kia đó, rồi đó, người ta chê cái người tu, nhưng mà đến quý vị, đến những người đó mà khi mà xuất gia vô đi rồi sẽ biết, à, rồi sẽ biết mình những ngày tháng mình ở trong chùa mà, rồi lúc đó mình sẽ biết là mình sẽ bị đủ thứ chuyện hết. Trời ơi, làm cái gì nó cũng nói, cũng chửi hết, à, họ cũng chửi, họ cũng nói hết, chứ không phải giỡn đâu. À, thành ra đó, ở trong đây á, dạ, chúng tôi nói thiệt, bây giờ á, chúng tôi nói thiệt với quý vị á, thử quý vị ngồi, quý vị suy nghĩ coi, quý vị suy nghĩ đi, tất cả những người đang nghe pháp này nè, những người đang nghe pháp này nè, ngày hôm nào mà quý vị vào chùa, quý vị xuất gia đi,
Hỏi Thượng Thanh Tâm, hỏi Thượng Tọa Thanh Tâm nè. Đó, giờ quý vị cứ vô trong chùa đi, vô trong chùa xuất gia hết nhiêu đây người đi. Đó, rồi quý vị ở chừng 3 tháng thôi, 1 tháng, 3 tháng, 5 tháng thôi quý vị mới thấm. Trời ơi, thiệt ai cũng lợi nói mình được hết, ai cũng lợi chê mình hết, chê đủ thứ chuyện hết. Sao không ở nhà mà vô trong chùa xuất gia chi vậy? Xuất gia vậy rồi có học gì không? Xuất gia rồi có xuất gia rồi sao đi nhanh quá vậy? Xuất gia sao không đi học đi lo nói chuyện không vậy? À, trời ơi đủ thứ. Xuất gia sao còn điệu điệu vậy? Đủ thứ chuyện hết. Nó thành ra đó quý vị, chúng tôi nói thiệt, khuyên quý vị tu á, khuyên quý vị tu thì chúng tôi có khuyên quý vị tu, nhưng mà thật sự ra đó quý vị, khi mà quý vị tu rồi thì quý vị mới cảm nhận được cái đời sống tu này. Thành ra lúc đó quý vị chỉ có cái phương pháp mà học với là thiền định được thôi, mình chỉ có học thôi. Thành ra Đức Phật nó mới dạy cho mình là thu thúc lục căn, hoặc là mình đi ở trong cái hành xứ của mình, mình đi ở trong cái hành xứ của mình quý vị, mình đừng có đi ra khỏi hành xứ mình. Có nghĩa là mình đừng, ác ma nó ở ngoài nó chờ mình nhiều lắm. Quý vị cứ núp vòng vòng nó đi, ác ma nó chờ quý vị nhiều lắm. Ác ma nó chờ chúng ta ở vòng vòng ngoài nhiều lắm. Thành ra quý vị tu á, quý vị cứ rồi coi như là tới giờ cơm lên ăn cơm, tới giờ kinh hành đi kinh hành, tới giờ hành thiền đi hành thiền, tới giờ mình học kinh, rồi không có cái giờ nào hết, rồi mình ở yên một chỗ nào với mình đó, chứ mình đừng có đi ra mình gặp ai hết là nguy hiểm. Mình ra mình gặp ai là nó nguy hiểm lắm, là có chuyện liền à. Đó thì cái người nào mà giữ được như vậy á, thì tu nó được an vui đó thôi. Dạ alo. Muốn cúng ngày nào cũng được em, muốn cúng ngày nào cũng được, chùa lúc này ấy, chùa lúc này ấy không ai lại cúng nữa. Rồi thứ sáu tuần tới được nè. Không lên cúng hồi hướng cho chồng gì hết nè. Rồi vậy thứ sáu này nha, sư đang giảng, sư đang giảng bài á, chút sư điện lại nha. Alo, quý vị thấy không? Đúng này ấy, không ai cúng hết. Đúng này ấy, không ai cúng. Thành ra giảng bài cho quý vị chứ cũng phải ráng nghe điện thoại chứ quý vị. Không nghe ai là cúng. Thôi, chúng tôi đang nói về cái điều sầu. Thì thật sự ra đó, nếu mà nói về sầu á, thì nó có đủ thứ chuyện để mà mình sầu. Đó, mình mất mát nha, vợ chồng con cái hoặc khánh tặng tài sản đồ này kia đó, thất thoát của cải đồ này kia, rồi mất danh mất lợi, cái gì nó cũng sầu hết đó. Mà cái cuộc đời này, quý vị có nhớ cái bài ca đời là dạng ngày sầu không? Biết tìm vui chốn nào. Đó, cái bài ca đó không biết làm sao mà nó cũng cái bài ca đó, nó cũng ớn nha quý vị. Đó, đời là dạng ngày sầu đó. Đó, thành ra ở do đâu mà có sầu này quý vị? Do đâu này mà có sầu này? Là do có sanh, có sanh nó mới có lão tử, có sầu, rồi có gì nữa? Có bi. Bi có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là bi lụy, mình buồn khổ đến mức độ mà phải nước mắt phải rơi. Đó, bi lụy, bi lụy có nghĩa là
sầu quá, hồi nãy là mình chỉ buồn thôi, à, mình chỉ buồn trong tâm thôi. Bi lụy, à, bi lụy là lúc này là coi như là nước mắt nó rơi, à, cái người đó phải khóc lóc, à, thành ra lúc đó gọi là bi lụy đó, à, là rồi sầu bi khổ, à, sầu bi khổ, à, khổ là cái sự đau đớn, à, cái sự đau đớn của thể xác, à, cái những cái cảm giác, à, khó chịu đó. Nếu mà nói cái đó là nói một cái trường hợp mà nói, à, một cái thông thường thôi, chứ thật ra đó khi mà mình học ở trong cái diệu tạng á, thì phân tích ra đúc khá là khổ khổ đó, chỉ cho cái sự đau đớn của thể xác, à, cái sự khó chịu của tinh thần. Rồi, à, hoại khổ, à, có nghĩa là chỉ cho sự biến dạng, à, cái sự biến diệt của thân lạc và tâm lạc. Hoại khổ có nghĩa là mình đang được cái sự an lạc, à, đang được cái sự an lạc sáng sớm, à, người mới ngủ dậy nó khỏe, ra nhìn bầu trời trong xanh, à, mình nhìn cảnh vật, à, hoa nó nở, à, chim nó hót, à, trời nó, bầu trời nó trong xanh, vân vân. Rồi một chút nữa tự nhiên, à, ai nói gì mình đó, à, ai nói gì mình đó, sáng sớm không lo, cũng lo đi kiếm cơm đi, lo ở đó mà làm thơ ngắm cảnh, nghe chim hót đồ này kia, người ta chữ cho một mạch đó. Thành ra quý vị thấy rằng nó mất đi, à, nó mất đi cái trạng thái của thân lạc tâm lạc, à, thì đó là hoại khổ. Hoặc là tự nhiên nắng lên, à, nắng lên thời tiết thay đổi, à, mình cũng khổ đó. Hoại nó có nghĩa là nó mất đi, nó mất đi cái thân lạc và tâm lạc, à, thành ra gọi là hoại khổ. Rồi thành khổ là có nghĩa là gì? Chỉ cho những cái, à, do có, à, những cái tâm, tâm sở sắc pháp này nè, thành ra chúng ta mới bị khổ, à, thành ra nó có những cái sự vận hành này kia, thành ra mình có cái, à, sự khổ đó. Rồi nó có những cái khổ nào nữa quý vị? À, những cái khổ nào nữa? Trầm thống khổ, có nghĩa là những cái khổ mà âm thầm đau đớn, những cái khổ mà người ta không có biết được. Ví dụ như là mình nhức ở vai, mình đau ở lưng, mình nhức đầu, mình đau bụng gì đó đó, những cái đó là nó là trầm thống khổ, à, trầm thống khổ. Cái sự khổ này á, nó không ai biết được hết, à, không ai biết được hết. Còn cái hiện phát khổ á, là người ta biết được là chỉ cho lúc nào mà mình bị té nó rách da, rồi bị cái gì nó rơi xuống, nó làm, à, tét đầu mình đồ này kia đó, à, hoặc là bị những cái tội nhân bị hành hạ, hành hình tàn nhẫn rồi đó, à, thành ra cái đó là cái khổ mà mọi người ai nhìn vô cũng biết, hiện phát khổ đó. Thành ra nói về cái khổ này đó, à, thì gom chung lại đó, à, gom chung lại đó thì cũng do có sanh. À, cũng do có sanh mà nó mới có khổ, à, có sanh ra rồi mới có già, rồi có sầu, có bi, à, có khổ. Rồi có cái đối với cái thân này thì, à, coi như là nói tới khổ là nó nhiều lắm quý vị, à, nói tới khổ là nó nhiều lắm. Rồi, à, nói chung lại là chúng ta thấy rằng là khổ nè, u nè, rồi, à, rồi cuối cùng sầu bi khổ u ai, à, ai á, à, ai có sầu bi khổ u ai, à, ai á, ở đây có nghĩa là cái gì quý vị? Ở đây á, cái chữ ai á, là có nghĩa là upayasa, upayasa. Để coi, so kapari de quá đúc khá đô manasu ba gia sa, à, đô manasa, à, su ba gia sa, ba gia sa đó, à, ba gia sa là có nghĩa là u ba gia sa, thì cái chữ này á dịch ra là ai, à, dịch ra là ai, thì bây giờ mình nghe cái chữ ai mình không hiểu. À, mình nghe cái chữ ai này mình không hiểu quý vị, à, nghe chữ ai này mình không hiểu, nhưng mà u bà,
Ubayasa đó, Ubayasa đó. Cái chữ Ubayasa này đó là quý vị biết là dịch ra đó là ai, ai là cái tính, cái mức độ này á là nó sầu muộn ở cái mức độ nó trầm trọng nha, nha. Ubayasa này là cái sầu muộn mà nó trầm trọng nha quý vị. Uba đó là mãnh liệt, Ayasa Ayasa là phiền muộn, thành ra là gọi là sự phiền muộn sâu sắc hay là sự phiền muộn mãnh liệt. Ubayasa thành ra gọi là ai đó. Thường thường mình thấy cái chữ ai này không á, mình không hình dung được, và chúng ta không có hình dung được là chúng ta không hình dung được là cái nỗi buồn cái nỗi buồn nó sâu sắc, mình không có hình dung được. Thành ra mình thấy cái chữ này nó đơn giản quá, chữ ai sầu bi khổ u ai sầu bi khổ u não đồ đó, sầu bi khổ u ai, thành ra mình nghe cái chữ ai này mình không hiểu được đó. Nhưng mà khi mà nói đến cái chữ ai này đó, khi mà phân tích ra đó, u bá là mãnh liệt, á giá xá là phiền muộn, thành ra là u ba ghép lại là u ba giá xa, u ba giá xa có nghĩa là cái sự phiền muộn sâu sắc, cái phiền muộn mãnh liệt. Ở đây đó, cái tính chất của ai á là cái sự sầu muộn mà ở trong cái mức độ mà nó trầm trọng, quý vị, nó trầm trọng, sầu não nó quá sâu sắc, nó sẽ đưa đến bi lụy. Rồi điểm cùng cực của nó là bi lụy là sẽ là chính là ai. Đối với những người mà bị cái Ubayasa này nè, đối với những người mà bị cái ai này nè mà chiếm ngự đó, thì lúc đó đó quý vị biết đó, họ có thể họ đi đến cái tình trạng gì biết không? Tình trạng là bất tỉnh hay là điên loạn luôn. Mà bất tỉnh hay là điên loạn, quý vị thấy rằng đối với Bachatara không? Cái nàng mà tên là Bachatara đó, chết rồi hai đứa con thơ, giữa đường chồng chết bơ vơ một mình, mẹ cha em cả gia đình, lửa thiêu mất xác thân hình còn đông. Đó, khi mà chồng mình chết, rồi hai đứa con mình chết, rồi mình muốn về trở về nhà để mà mình nương tựa cha mẹ mình và em mình. Rồi mình mới về tới đầu làng là nghe người ta báo tin là nhà mình hôm qua mưa bão sập hết, đè chết hết cho trong nhà rồi. Bây giờ cha và mẹ và em trai của mình á, đang ở trên cái giàn quả thiêu đó. Đó, thấy lửa khói nó bốc lên từ đó không? Là cô ta vừa nghe cái là coi như là quý vị biết rằng là điên loạn liền. Một cái sự buồn quá, một cái sự buồn không chịu nổi khùng luôn. Thành ra cởi đồ ra dục ở bên ngoài luôn rồi đi chạy vòng vòng như vậy. Đó, hoặc là ở Việt Nam mình đó, mới đây có một cái trường hợp đó, quý vị biết ông chồng đó, ông chở hai đứa con. Chở hai đứa con đó, đi chơi nè, đi chơi mà ngày chủ nhật, ngày lễ gì đó. Mới vừa chở đi chơi đó, quý vị biết xe nó cán, người chồng đó thì hấp hối, hai đứa con nhỏ thì nó chết. Người vợ ở nhà người ta vừa báo tin về là chết, là coi như là bị bất tỉnh luôn, phải đưa vô bệnh viện nặng luôn. Đó, thành ra đó quý vị thấy rằng cái ai này á, là chúng ta nhìn cái chữ ai không, chúng ta chưa thấy phê. Nhưng mà khi mà chúng ta nghe phân tích ra đó, là có nghĩa là cái sự sầu não mà nó quá sâu sắc rồi, nó mới có đưa tới bi lụy thôi. Mà cái bi lụy này mà nó cùng cực á, thì coi như là nó sẽ đưa đến ai, mà hãy mà đưa đến ai rồi á, thì coi như là đi đến cái tình trạng mà bất tỉnh, điên loạn, hoặc có người là tự sát luôn á, tự sát luôn á, chứ không phải là giỡn đâu. Đó, mà quý vị biết á, là ở trong các ngày trưởng lão đó, các ngày mới thí dụ á, cho chúng ta biết á, là đối với sầu á, thì nó giống như là cái nồi nước dầu mà mình nấu dầu á, là nó chỉ là dầu nó sôi lên là sầu thôi. Còn bi á, là nó tràn ra ngoài. Bi lụy là cái dầu sôi mà nó tràn ra ngoài. Đó, còn cái ai này á, là coi như là cái chất mà nó ở trong cái tình trạng mà nó khô, nó kẹo lại đó. Nó kẹo lại đó, như là cái người mà người ta nấu ba cái dầu mà nó còn lại, nó cạn, nó động lại ở trong nồi đó.
Đó là cái ai này, là cái tình trạng nó là như vậy đó. Đó, thành ra đó, quý vị thấy rằng nói về do có sanh nên có do có sanh nên có già, có chết, có sầu bi khổ u ai. Đó, vậy thì cái dòng sanh tử này đó, cái dòng sanh tử này khi mà chúng ta học đến thập nhị nhân duyên này rồi đó, thì quý vị phải quán sao? Quý vị phải quán cái gì? Quý vị phải quán là tất cả chúng ta nè, là giống như là cái dòng quay của một cái bánh xe này, cái dòng quay của bánh xe duyên sinh này. Nhưng mà do chúng ta nghĩ, chúng ta có cái quan niệm là tôi, hoặc là người kia, hoặc là ông nọ, vân vân. Thành ra đó, nói chung là chúng ta tự gắn cái bản ngã của chúng ta vô. Thành ra đó, chúng ta mới tạo những cái nghiệp này, những cái nghiệp kia. Đó, bởi vậy thì quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta hiểu được cái dòng duyên sinh này, chúng ta biết rằng là chúng ta chỉ là những cây câm ở trong đó thôi. Chúng ta là những cái cây câm được lắp thành một cái bánh xe thôi. Đó, thành ra lúc đó đó, chúng ta hiểu được cái điều này thì chúng ta sẽ bớt chấp đi cái sự mà chấp ngã về cái cuộc sống này. Chúng ta biết rằng là do vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên cho thức đó, thành dạ xin lỗi, lục nhập duyên cho xúc đó. Thành ra chúng ta biết được là những cái sự vận hành trong cái đời sống của chúng ta đó, làm 12 cái cây câm này, 12 cái cây câm này, thành ra chúng ta sẽ tìm cách để mà chúng ta tháo gỡ. Bởi vì Đức Phật có danh hiệu là A La Hán, bởi vì Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, bẻ gãy 12 cái cây câm này. Đó, mà nó cũng ngộ lắm nha quý vị. 12 cái cây câm này đó, là 12 cái mắt xích này nó rất là chắc với nhau. Nhưng mà mình coi mình sẽ phá được cái mắt xích nào, thì toàn bộ là coi như là nó hết luôn. Đó, cũng như là quý vị thấy rằng cái hạt giống nó mọc lên cái cây, rồi nó mới đâm cành, đâm lá, ra hoa, ra quả đồ này kia. Đó, vậy thì bây giờ đó, mình muốn diệt cái cây đó thì coi như là phá vỡ hạt giống. Phá vỡ hạt giống là coi như là chúng ta sẽ phá vỡ hạt giống, thì coi như là chúng ta sẽ phá vỡ cái mầm sống của nó rồi. Chúng ta phá vỡ cái mầm sống nó rồi thì coi như là chúng ta sẽ làm sao quý vị? Không còn tái sanh nữa. Khi năng ná quăng ná thí tâm phá quăng quý rát tá chít ta giá tí kê phá quách miền tây khi nó bi cha áo quý ruồn hí chan na nếp bành tí thi ra giáp hà dâm bá đi bô. Có nghĩa là nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo, với tâm không ái chấp, trong sanh hữu đời sau bở tham muốn đã đoạn, các chủng tử không còn, ví như ngọn đèn tắt bật trí chứng niết bàn, chứng niết bàn. Đó, thành ra đó, chúng ta sẽ phá vỡ, sẽ phá vỡ con người thì phá vỡ từ cái ngay chỗ cái mắt xích vô minh. Có người thì sẽ phá vỡ ở trong cái nghiệp hữu đó. Chúng ta coi một cái mắt xích nào đó chúng ta sẽ phá vỡ nó thì coi như là chúng ta chấm dứt cái dòng sanh tử luân hồi này. Nhưng mà ở đây thì đối với chúng tôi thì chúng tôi khuyên quý vị, thay vì người ta tạo trữ cái nghiệp hữu, người ta tạo trữ cái nghiệp hữu, còn mình khi mà mình tạo những cái thiện pháp gì đó thì quý vị cứ chú nguyện, nguyện thành pháp độ, gieo vào thiện căn, mình nguyện thành pháp độ. Quý vị có bố thí, quý vị có giữ giới, quý vị có tu thiền quán, thiền định gì đó, quý vị cũng nguyện thành cái pháp độ. Để chi? Để mà chúng ta làm cái chúng ta tạo trữ cái pháp độ nó nhiều đi, nó già dặn đi, thì đến một lúc nào đó thì chúng ta sẽ đầy đủ cái pháp độ để chúng ta chấm dứt sanh tử luân hồi thôi. Đó. Vậy thì bây giờ là nói về 12 chi của cái bài kinh Duyên Sinh này đó, chúng tôi đã trình bày rồi.
để chúng tôi coi, chúng tôi sẽ nghiên cứu nghiên lại để mà trình bày tiếp cho quý vị nghe về cái Phật của cái bài kinh này nữa, để cũng như là giống như là ôn lại cho quý vị đó. Nếu mà ở trong tuần sau, tuần tới rồi này kia đó, chúng tôi sẽ tiếp tục làm cái công việc này cho nó đến hết và đến bắt đầu cái mùa lễ dân y. Và ôm lại từng chi. Và rồi bây giờ chúng tôi xin kết thúc cái buổi giảng này với cái phần phước này, xin thành tâm dâng đến chư tăng và chia đều đến quý vị đã thính pháp trong ngày hôm nay. Mong quý ngài quý vị được an vui tánh hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên cùng chúng sanh trong ba giới bốn loài hoan hỷ tòa lãnh đồng điều nhau cả thải. Rồi bây giờ thì chúng tôi gỡ mic lại cho quý vị còn vài phút nữa, nếu mà được thì quý vị thắc mắc thì chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi cho quý vị. Rồi xin gỡ mic lại cho đạo tràng nha. Sa thú. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Tính đã từ bi hoan hỷ giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính tri ân sư rất là nhiều. Dạ, sau đây là con không biết là đạo tràng có câu hỏi không ạ? Dạ, quý cô chú có thể đặt câu hỏi, có thể mình đặt một câu hỏi. Dạ, con kính, Nguyên Trang kính mời bàn tay của chị Kim Nhung ạ. Dạ, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Pháp Tín, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, thưa sư, con có một cái thắc mắc như vậy nè sư. Khi mà con đọc cái kinh ở trong Trường Bộ và kinh Đại Duyên đó thưa sư, thì con thấy ở trong đó người ta không có kêu là nhân duyên, mà người ta kêu là duyên khởi. Mà cái duyên khởi thì nó chỉ có 9 duyên thôi, còn mình học cái này là 12 duyên sinh. Nhưng mà con cũng thấy nó có những khúc giống nhau và nó cũng không có những, có những khúc thì nó cũng khác nhau, nên là con không hiểu. Ví dụ như ở trong cái duyên khởi thì nó là danh sắc duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc, rồi lúc đó thì mới là duyên cho xúc. Còn trong khi đó 12 duyên sinh mình học thì là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên cho danh sắc. Thì con cũng không hiểu cái chỗ này mình nó có giống hay nó khác nhau như thế nào. Mà Đức Phật khi mà con đọc thì con thấy ở trong bài kinh nói là Đức Phật khi thành đạo thì lại quán là 12 là 9 là quán là duyên khởi, con không thấy nói là duyên sinh. Dạ, con kính thỉnh sư giải thích giúp con. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, đối với cái câu hỏi của Phật tử Kim Nhung á, là chúng ta nên nhớ rằng là đối với cái giáo lý thập nhị nhân duyên được trình bày theo cái theo cái bốn cách, có nghĩa là có khi Đức Phật ngài sẽ nêu lên từng tự 12 cái mắt xích theo cái chiều thuận thông thường, vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức đó, nói chung là theo cái chiều thuận. Rồi có khi á, là ngài sẽ thiết bằng cái cách thứ hai, có nghĩa là ngài bắt đầu thiết từ phần giữa của 12 chi, tức là ngay chỗ từ thọ trở từ thọ duyên cho ái cho kéo lên tới lão tử đó. Rồi có chỗ á, thì ngài sẽ thiết lý duyên sinh này á, theo cái chiều ngược, có nghĩa là ngài nói từ cái lão tử á, là do duyên sanh, sanh á, là do duyên hữu đó, hữu là do duyên thủ đó, có nghĩa là chúng ta thấy rằng là cái cách thứ ba. Rồi ở cái cách thứ tư á, là ngài sẽ thiết từng tự giữa 12 duyên trở ngược lên, có nghĩa là ngài đem từ ái ngày thuyết cho đến ngày vô minh đó. Cũng như là thành ra đó, có nhiều khi đó, mình đọc ở trong cái ở trong những cái đoạn kinh đó đó, mình thấy rằng là 12 duyên sinh này
là được đang được đề cập tức duyên danh sắc hay là danh sắc duyên lục nhập gì đó, mình đang đọc ở trong đó đó thì mình tưởng là hết mấy duyên, nhưng mà thật sự ra không có. Thật sự ra không phải vậy quý vị. Do đang nói về cái sự phá vỡ ở cái mắt xích này trước, phá vỡ ở mắt xích này, thọ không duyên cho ái đó, thành ra lúc đó là chúng ta có cảm giác như là mình tưởng như là thiếu mấy duyên, nhưng mà thật sự ra không có, đủ 12 nhân duyên hết đó. Thành ra chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Phật tử Kim Nhung là như vậy nha. Và xin gỡ mic lại cho đạo tràng. Nam Mô Phật Thầy. Dạ con đã thấy chị Kim Nhung sa thú kính tri ân sư rồi ạ. Dạ, con thấy, con không biết là đạo tràng còn câu hỏi không ạ. Dạ, con thấy, không thấy còn câu hỏi. Dạ, sau đây một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Tính ạ. Đã giảng dạy cho chúng con và trả lời câu hỏi cho chị Kim Nhung. Và sau đây con kính thỉnh sư Nguyên Thông chúc phúc cho đạo tràng của chúng con. Sau khi thính pháp và con không biết sư có trước máy không ạ? Dạ sư Nguyên Thông có trước máy không sư? Dạ sa thú, dạ con kính nhân mít lại cho sư ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Vavatu sabba mangalang ratkang tu sabba devata sabba buddha nupave nasaso thi pavang tu te vavatu sabba mangalang ratkang tu sabba devata sabba dhamma nupave nasadaso thi pavang tu te vavatu sabba mangalang ratkang tu sabba devata sabba sankha nupave nasadaso thi Phá văn tu tê tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả có tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Và sau đây con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi thính pháp ạ. Akasattha cha pummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu sasanam. Akasattha cha pummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu ratthake. Akasattha cha pummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu nyatayo. Akasattha tha cha pummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu panino. Akasattha cha pummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu no sada. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vạn, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hễ làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên.
giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát kế liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyệt cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Và sau đây con xin thay mặt một đạo tràng một lần nữa kính tri ân quý sư đã đến với đạo tràng, kính tri ân sư Pháp Tính đã giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Và con cũng kính tri ân quý cô chú Phật tử đã tham gia thời pháp ngày hôm nay ạ. Và con kính mời quý cô chú trở lại Zoom vào ngày mai là thứ sáu vào lúc 9 giờ tối giờ Hoa Thịnh Đốn sẽ là giờ giảng của thầy Kinh. Chúng ta sẽ tiếp tục học vi diệu pháp ạ. Và một lần nữa con kính chúc đạo tràng có một đêm an lành, một ngày an lành, sáu thời đều an lành ạ. Và con kính tạm biệt đạo tràng. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya ạ. Và con xin xuống mic ạ.